Đang sau tiếng kém. Không phải kém hay không? Anh nghe nhiều ấy. Không phải đâu em. Anh là có bao nhiêu anh nói bấy nhiêu. Mình mà học được bài 20 mình nói bài 20 thôi. Em vẫn cứ nói đến tầm bài đấy thôi mà. Nhưng mà mình cứ nói câu nào cũng được. Bây giờ là hoa chân múa tay là nói kiểu gì nói bao giờ nó hiểu mà nó không hiểu nó cười thì bắt đầu mình mà dập từ điển. Hết chưa anh? Thế rồi. Nhanh thế. Em hết đi. Mà nói bây giờ anh kìa anh bây giờ anh Phong kìa nó nói anh không nói lại được nhưng mà anh vẫn nghe vẫn hiểu hết mà. Không hiểu là thế đâu nhiều khi không hiểu đâu. Nói cái câu bởi vì mình không thuộc từ mới. Hiểu. Nó cũng đã ná nó cũng phải tầm hiểu rộng 60-70% đấy. Bây giờ thì anh hiểu trong công việc thì anh làm được. Đấy. Trong công hiểu thì trong công việc thì nói thì mình hiểu được hết. Còn nếu mà ở ngoài cuộc sống thì anh vẫn giao tiếp được. Kể cả những người lạ anh vẫn nói chuyện bình thường. Cái anh gọi điện các thứ vẫn nói chuyện được bằng tiếng Nhật. Nhưng mà ở cái mức độ giao tiếp còn những cái từ chuyên giữa mình cũng như là tiếng Việt mình thôi. Nó nói rất là nhiều cách. Mình nói kiểu gì người ta vẫn hiểu, đúng không? Nhưng mình chỉ nói chỉ được một cách là để mà người ta hiểu. Người ta nói lại có khi là mình không hiểu nhưng mình nói để người ta hiểu được. Là mình sẽ nói được là như thế. Em không nói được. Nhưng mà em nghe thì nó nói chung có được cầu trăng thôi, không ổn lắm. Nghe nhiều thì quen. Những người già nói nhỏ nhẹ nhá. Mình nghe đấy là mình bây giờ mình nghe này thôi. Ôi cái chữ sự cảm. Bao nhiêu tuổi mình nghe nó nhỏ nhẹ. Sanju Sansai lịch sự. Em lịch sự đấy em. Chẳng thế lão ấy lấy tổ vì nó hỏi nói chuyện mà. Nó bảo là người nước nào. Loco Karat nó sẽ thích cả. Mình cứ hỏi nó thì không bọn Nhật thì không bao giờ chú này nghe nhầm. À không phải. Nó không bao giờ hỏi là Loco Karat nó sẽ Nhầm không phải. Doko karai da sai masu ka? Doko no gì? Nó chỉ là doko mới cả. Doko no gì? Nó không bao giờ nói karai master cả. Doko no gì? Mình không rõ. Gầu nhiều. Nhiều lúc nó cứ hỏi là doko em bảo là em lúc em cũng không để ý luôn đấy. Doko em bảo là ở Nhật về luôn này. Nếu nó bảo là doko thì doko no gì nó em bảo là ở em. Mình là tôi năm người. Nói chung là mình nghe mãi nó quen. Nó nhiều khi mình không hiểu lắm nhưng mà nhìn cái mặt đối phương khi nói chuyện thì mình đôi mình xem em nghe mình kiến thức là mình cũng biết sơ sơ rồi. Nói chung là tầm giao tiếp cơ bản là mình biết. Đấy. Nên là nói chuyện được. Như Ninh thì muốn nói chuyện được thì phải học thêm nữa. Thì học thì em như anh Linh bây giờ cổng chú thì nó chỉ 3-4 năm rồi. Như anh đã thi N3 thì anh đã thi N4 được trượt rồi. Thôi anh N5 anh rồi. N3 đúng không? Em đi thi chỉ có để vừa lòng cái thằng ở Việt Đoan thôi. Để nó cho em sang bên này 2 năm thôi. Chứ em chẳng được cái loài gì đâu. Mình thi là cũng được lòng. Mình nó phải là cố gắng các kiểu ấy. Có cố gắng. Nó là sao? Làm ba đêm mắt xịt tay. Cố gắng. Mình biết đâu mình nói. Anh quyết định nhỏ tháng 7 sang làm thi. Quyết thi cái nào ba? Anh không tin là hai thì nào ba? Hai nữa rồi luôn á. Tháng 7, tháng 5 thì còn tháng 9, tháng 10 thì tháng 10 về nước thì không biết để có sang nữa hay không nhưng mình cứ thi cả. Ăn cũng sức anh ấy. Ăn đi. Được. Tôi về anh em mình sau gặp Hàn Nguyên sau nhảy. Ở nhà mình có nhiều đồ hơn nhảy. Ra quán. À, mình đồ thì mỗi chỗ nó có một cái hay riêng. Cái công việc riêng nhỉ. Hồi xưa toàn lên lúc quân mua thịt chó ấy. Còn lên nó đã đến. Chả biết nhà các chú nào, nhà anh là cứ có cỗ gì là bố anh cứ mổ chó. Nhà em hết. Dỗ này. Nhưng mà nhà anh được cái nhiều dỗ, nhà anh còn trưởng. Nên một năm mấy cái dỗ ạ.
Lỗ nào cũng chó. Bố anh em thế. Một là mua chó, mà hai là nuôi chó, một. Lại mua này anh thì đúng là chó mình nuôi là mình muốn giữ trong nhà. Anh thì không muốn mổ đâu. Đúng thật. Nhưng ông già này cứ là mua là mục đích là cứ đến là cứ tầm một con nuôi để thịt. Năm mâm đến sáu mâm là thịt. Để em mua một chó vậy cách đây cả 6-7 năm rồi. Nó về nhưng mà em nó về em à, em về quên vẫn nhớ cắn không nhớ 6-7 năm á quên 6-7 năm chó đi đâu mà em đi xa đi tận 6-7 năm bảo nuôi 6-7 năm rồi à và được đợt đó em 3 năm em về à xùi cắn bình thường. Ôi, quên nó bố mẹ mà không quát nó đớp luôn à. Đây đi hay nhưng mà về hay. Phát tầm một lúc sau đi ra ừ. Nó ngoài luôn luôn giờ nghe à. Lúc đầu tiên là nó chỉ là nhìn thấy mình thôi mạ đúng không sau đến lúc em nói ở trong nhà rồi ấy sau đến lúc nó đứng ở ngoài sân nó kiểu nhớ lại được nó nhớ mà ra hóa nó ngoài luôn lao vào ngày đây là đi nhưng mà đến lúc mình về mình không nói gì cả vào cổng làm kinh về cái nó vẫn sủa mà không nó nạ nâu cái ký ức nó chưa kể cả bây giờ về quen rồi cứ mặc quần áo kín đeo khẩu trang đeo kính nhau thôi mẹ nó sủa lòng nào nó lao nó cắn như kẻ trộm mày tao bắt đầu nói quát nó bắt đầu nó nghe à thế quen nhưng mà nó vẫy đuôi con mic nhà em ấy nó lại như này em đi chơi về pha là nó lại là ra đứng cổng kìa nó nghe tiếng xe máy thôi ngày trước luôn có con nghe tiếng xe máy về đến nhà là nó nghe cách phải đến lâu xa lắm cây ra nó vẫn cây ấy. Cây nó chó với cả cây chắc là không đến được mấy trăm mét thôi. Mấy trăm mét nó chỉ vào đến đầu ngõ thôi chó là nó khi mà nằm ngủ nó sẽ nghe rất là thính ngày xưa mình xem phim ngày xưa chó là tại sao mà mình tìm vó ngựa mà chạy là người ta biết là tầm cây em phố em yêu một con bé nó ngay ở sát cổng luôn và em đi chơi về tầm 12 giờ đêm 12 đến 1 giờ đêm và em cứ về đến đầu ngõ là em tắt máy em dắt xe vào thế là đến lúc cứ vào là nó lại đứng ở cổng rồi. Thế là chạy xa đến giấc đê bắt đầu nó đã biết rồi đấy đến lúc nó đến đầu ngõ là nó biết rồi nó đã chạy ra nó mừng rồi nó đã mừng nhỏ đấy nó thương quá nó ra bố em nuôi hai con thằng cò bảo thằng cò nhà em bảo không thịt con nào sẽ để lại thế này mấy con này nữa nhưng mà bố em bảo nuôi thì thôi bán không thịt nhà mình không thịt mua chỗ khác thịt nó sợ thương chẳng thịt đợt trước còn chết còn mang đi chôn ông dài đào lên chôn ông đi đào lên đó vừa mới chôn xong thì có vẻ là do mấy ngày đó đi đào lên được vừa dân mình thì gà thương. Chết chó chết là mổ bình thường vâng bình thường nó qua nó ở lâu mấy năm cùng mình rồi nếu mà chó già nó khôn không già nói chung là nó không nuôi lâu năm quá không năm sáu năm với mình thôi đấy là nó như kiểu nó bị đánh bại chết chó nó như kiểu bùa hộ mệnh nhà đúng ra anh tâm lý nếu mà chó nhà nuôi là anh không thích vâng, khi mà làm quen anh không thích mổ đâu những ông già anh thì này là chó thì này tâm lý rõ ràng là không rõ ràng con nào mà ngoan ấy trông nhà tốt thì bố anh không ấy thì nhà anh là mua chó là toàn mua chó với mục đích là giữ nhà còn chó bé riêng